Trong nỗ lực khôi phục và bảo vệ uy tín, thì chính phủ Malaysia cho biết sẽ có những động thái trừng phạt những người bị cáo buộc tham nhũng quỹ đầu tư nhà nước quanh MDP, có tên trong hồ sơ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 6 nếu được chứng minh là có tội. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia ông Paulo cho biết, tất cả những ai bị chứng minh là có tội sẽ bị truy tố hình sự. Ông cho biết chính quyền Malaysia sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế để xoa dịu người dân Malaysia và khôi phục niềm tin vào chính phủ. Theo đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ, hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ đã bị biển thủ từ quỹ 1MDB và khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đã được rửa qua hệ thống ngân hàng Mỹ, bao gồm cả giới doanh nhân và các chính trị gia của Malaysia. Tuy không chỉ đích danh, nhưng đơn kiện này có ám chỉ một nhân vật số 1 được cho là thủ tướng Malaysia Najib Razak. Thủ tướng Najib đang đối mặt với nhiều áp lực sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng hàng trăm triệu đô la Mỹ từ 1MDB đã lọt vào túi ông.